Xin chào buổi chiều cuối tuần đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Sài Gòn hôm nay ngày 9 tháng 8 năm 2020 và chúng ta đang có mặt ở đây là ngã tư Bãi Hiền, và thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về Củ Chi, Hóc Môn, là Tây Ninh luôn đó ha, theo thẳng con đường Trường Chinh và theo phía bên cánh trái đó là con đường Lý Thường Kiệt nói liền với Hoàng Văn Thụ, cũng là con đường Nguyễn Văn Thoại ngày xưa, đi thẳng đến quận 10 rồi trường đua Phú Thọ, và theo hướng bên phải là chúng ta sẽ đi theo con đường Hoàng Văn Thụ đi về phi trường Tân Sơn Nhất. Và chiều hôm nay Sài Gòn mưa nguyên ngày, không phải nguyên ngày mà từ sáng và từ trưa cho tới bây giờ, khoảng bây giờ gần bây giờ 5 giờ rưỡi chiều rồi. Chiều hôm nay thì em có việc đi từ Tân Bình, đang đi về thì trên đường về thì chia sẻ anh chị vài hình ảnh nơi đây, một con đường rất là gắn liền với ký ức tuổi thơ của cô chú anh chị, đó là con đường Lê Văn Việt cũng như là Cách mạng tháng 8 ngày nay. Và chúc mừng anh chị, đó là ngôi trường Nguyễn Thượng Hiền nằm ngay khu vực ngã tư Bãi Hiền, khu vực làng dệt Bãi Hiền ngày xưa. Và ngày nay thì chúng ta thấy một đống xà bần, một đống đổ nát, từ vì theo tuyến đường cái đường Cách mạng 8 này sẽ được mở thông ra con đường ra công viên 239 để làm một tuyến metro số 2 đó. Tuyến metro số 2 sẽ nối liền từ công viên 23 tháng 9 cho đến cầu Tham Lương, quận 12. Và hôm nay chiều nay anh đang trên đường đi về thì sẵn chia sẻ anh chị và các bạn vài hình ảnh ở đây, khung cảnh trời chiều ở con đường Lê Văn Việt. Phía bên cánh phải chúng ta đó là bệnh viện Vì Dân ngày xưa và cũng là bệnh viện Thống Nhất ngày nay. Và chúng ta thấy khung cảnh trời chiều cộng thêm trời mưa nữa thì nó càng thêm buồn, cảnh trời mưa buồn. Ở Sài Gòn hay mưa lắm, dạo này chiều nào cũng mưa, tối nào cũng mưa rã rít, mưa liên tục cả 4-5 ngày nay rồi. Thì hôm nay em cũng có việc bận nên thành ra không có đi đâu quay được. Sẵn đang trên đường về thì sự nhớ anh chị và các bạn đi con đường Cách mạng tháng 8 Lê Văn Việt lúc trời chiều để mình thấy khung cảnh ở đây ngày hôm nay nó như thế nào. Thì mấy bữa thì em cũng có thực hiện cái video clip ở con đường Lê Văn Việt này rồi, ban ngày lúc buổi trưa, lúc những xe cuốc, xe cẩu, xe đổ bê tông rồi đó người ta còn làm việc. Thì hôm nay cảnh nó tĩnh lặng hơn tí, là những cái xe đó nó nghỉ rồi. Thì hôm nay sẵn ngày Chủ Nhật, em đi dạo vòng để bà con xem chơi nha. Gợi nhớ lại chúng ta một cái khung cảnh, một cái trời chiều khi mà còn ở Sài Gòn. Ở những con đường khác thì nó cũng có những khung cảnh như thế này nè. Rồi chúng ta tiếp tục đi thẳng về công trường Dân Chủ, ngã 6 Dân Chủ. Trên con đường này thì mình sẽ đi ngang vài cái địa danh như là chợ ông Tạ, ngã ba ông Tạ đó. Thì chắc bữa nào em sẽ đi vào con đường Phạm Văn Hai, cũng là con đường Thoại Ngọc Hầu ngày xưa đó, đi về khu một khu nghĩa trang rất lớn, mà ngày nay là con đường Phạm Văn Hai có chợ Phạm Văn Hai, rồi ở đầu đường Phạm Văn Hai thì có ngày xưa có chợ ông Tạ, một ông thầy thuốc rất là nổi tiếng lương y. Hồi xưa thì không phải là ông Tạ mà là Chánh Tọa, theo tiếng miền Nam thì người ta đọc chạy chạy thành Tạ luôn đó. Thì ngày nay vẫn còn cái hẻm để vô nhà của ông, vô cái miếu chỗ ông Tạ đó, ông phát thuốc, bốc thuốc
Đông Y. Ngày nay thì hậu duệ của ông Tạ vẫn còn nối nghiệp ha. Nơi đây có đường Bành Văn Trân, cũng là con đường Thánh Mẫu ngày xưa đi vào khu nhà thờ. Ở khu này thì có rất nhiều nhà thờ, nhưng mà chắc cái video clip những con đường, những nhà thờ đó thì em sẽ thực hiện sau, tại vì hôm nay trời nó cũng không được đẹp, mình quay chậm thì ướt mưa, và đi quay nhanh thì anh chị và bạn xem không rõ, nên thành ra mình đi trên con đường để mình nhìn thấy xe cộ qua lại, rồi nhớ lại cái khung cảnh mà lúc còn ở Sài Gòn đó, thì chiều chiều mình ngồi trước cửa hay là ngồi trên sân thượng hay là lan can nhìn xuống đường. Nhưng mà ngày nay thì có một số nhà cái khung cảnh ấy đã hầu như thay đổi rồi. Cái gì thấy hai bên đường mình thấy những cảnh đổ nát, nhưng mà chắc có lẽ không bao lâu nữa thì con đường này sẽ rất là đẹp, tại vì mỗi bên mở rộng ra thêm khoảng 15 mét để làm cái tuyến metro số 2 đó. Có nhiều anh chị cô chú mình thắc mắc lấy tuyến metro số 1 làm chưa xong, giờ là mà làm thêm tuyến metro số 2 không biết nào mới xong. Thì thật ra thì cũng đúng, nhưng mà có làm thì mới có xong, chứ giờ không làm thì mới bao giờ mới xong. So với tiến độ kế hoạch ban đầu thì cái tuyến metro số 2 này cũng là bể kế hoạch rồi. Chúng ta tới đây là ngã ba ông Tạ rồi nè, giao lộ đường Phạm Văn Hai cái mạng 8 đó. Nên đây bán rất nhiều bánh bánh ú. So với kế hoạch thì bể kế hoạch rồi, tại vì bây giờ việc bàn giao mặt bằng vẫn chưa có xong ha, vẫn đang tiếp diễn, vì việc giải phóng mặt bằng ở đây rất là phức tạp. Những ngôi nhà ở đây rất là có giá trị, nhưng mà nhiều khi giải tỏa rồi thì cái giá giải tỏa, giá đền bù nó khác. Đó, ở đây là đường Bành Văn Trân nè, bên cánh phải. Nên thành ra cái việc giải tỏa nó chậm. Rất là nhiều ngôi nhà ở đây, nhiều khi họ đang sinh sống, đang kinh doanh yên ổn, tự nhiên có một cái dự án này nổi lên thì rất là mệt mỏi. Ở Sài Gòn thì nói chung không có nơi nào là ổn định cả. Nơi nào cũng khoảng một thời gian, mấy chục năm, khi năm 10 năm cũng không chừng. Mình ở thì nếu mà ở lâu thì vô tình có cái dự án gì đó ở gần khu vực thì chúng ta phải dời đi rồi ở khu vực khác. Rất hiếm, rất ít khu vực nào mà yên tĩnh. So với các nước khác thì theo nhiều cô chú anh chị chia sẻ thì đáng lý ra thì chúng ta phải có cái thành phố mới, thành phố cũ. Những cái gì cũ thì mình trùng tu tái tạo, những cái gì mới thì xây lại từ đầu thì là thành phố mới. Nhưng mà ở đây thì Việt Nam mình khác ha. Nhưng mà làm cái gì thì cũng có cái ý của các lãnh đạo, nhưng mình cũng không rõ như thế nào. Chúng ta quẹo ở đây là công viên Lê Thị Riêng, cũng là nghĩa trang đô thành ngày xưa. Vài bữa nữa thì nơi đây nó rộng hơn nữa, tại vì tháo dỡ cái cổng này đi nè, cái cổng bên cánh phải. Buổi chiều, buổi tối ở đây thì bán rất là nhiều đồ ăn vặt. Bây giờ cũng hơn 5 giờ rưỡi rồi. Trời mưa nữa. Không biết anh chị và các bạn có nhìn thấy rõ không? Âm thanh có nghe rõ không? Tại em cũng đang mặc áo mưa. Sáng nay thì em có việc đi Long An.
Long An theo hướng Nhà Bè đó, khu Long Hậu. Rồi chiều nay thì đi ở Tân Bình, rồi bây giờ đang trên đường về. Sẵn nhớ hôm nay chưa quay clip nào, rồi sẵn đây quay vài hình ảnh nơi đây gửi bà con cô bác xem cái sắc thái mới, khung cảnh mới của con đường Lê Văn Việt. Cảnh trời chiều lúc hoàng hôn, mưa rả rích. Bây giờ cũng đang mưa, mưa lâm râm. Không biết cuối tuần này ở nhà anh chị và bạn làm gì, có tiết mục gì hay không. Còn ở Sài Gòn thì nhà ai nấy ở thôi. Hiện tại thì các em học sinh đang thi cấp 3, thi tốt nghiệp kỳ thi đại học năm 2020. Hôm nay và ngày mai nè. Hôm nay thi không biết hai môn hay một môn nữa. Ngày mai thi một bữa nữa là hết. Rồi không biết sau cái đợt thi này Sài Gòn có thêm lệnh nào nữa hay không cho cái dịch bệnh này. Rất là mệt mỏi, cầu mong cho cái dịch bệnh này nó sớm đi qua để người dân trở lại cuộc sống bình thường. Chứ bây giờ làm cái gì cũng hồi hộp, có người thì mới thuê mặt bằng mở ra rồi lại đóng cửa, mở quán cà phê thì không biết dịch bệnh nó hoành hành như thế nào, nó tiến triển ra sao. Lỡ mà nó hoành hành quá, quán cà phê buộc phải cấm tụ tập. Như ở Đà Nẵng là cấm, là nghe nói là không có mua thức ăn đem về luôn, không cho bán đem về luôn. Ở bên cánh phải chúng ta là chợ Hòa Hưng nè. Khu Hòa Hưng này nổi tiếng là Khám Chí Hòa, rồi nhà thờ Hòa Hưng. Con đường Chí Hòa đi thẳng vô, con đường Hòa Hưng đi thẳng vô cái nhà tù, nhà tù hình bát quái rất là nổi tiếng ngày xưa. Nghe nhiều cô chú anh chị chia sẻ thì con đường Hòa Hưng thì ngày xưa có rất nhiều biệt thự hai bên đó. Mình vừa qua con đường Tô Hiến Thành, nơi đó có nhà thờ, nhà thờ Hòa Hưng. Tại trời cũng hơi tối tối, để anh chị đi vô hẻm thì thấy không rõ cho lắm. Những con hẻm ở đường Cách Mạng 8 này thì nó cũng rộng. Ở đây rất là nhiều cái đình, rất là nhiều chùa, với lại nhà thờ. Bắt đầu mưa lớn hơn lúc nãy tí xíu rồi nè. Con đường này bây giờ nhìn thấy rất là buồn. Tan tác, liều hiu. Những người buôn bán ở đây thì không biết bao giờ mình phải dọn đi. Nên nhiều khi muốn phát triển cũng không được. Chủ nhà đang cho thuê chưa hết hàng hợp đồng thì cũng họ cũng chưa dời đi được. Nên thành ra việc bàn giao mặt bằng nó sẽ chậm trễ là vậy. Có nhiều người ta thuê hợp đồng tới mấy năm rồi, thuê mấy năm nên bắt buộc phải đợi xong hợp đồng, không là phải bồi thường hợp đồng. Ở Việt Nam mưa thì người ta đi ngoài đường mà nó mưa nhìn thấy nó rối rối,
không giống như ở các nước hiện đại, hải ngoại trời mưa cũng không sao, ở trong xe hơi thoải mái, nghe nhạc, coi phim, lên mạng. Còn ở Việt Nam thì tranh thủ chùm áo mưa giọt. Con đường này là con đường siêu kẹt xe giờ vào những giờ tan sở như thế này, nhưng mà hôm nay là ngày chủ nhật nên chúng ta nhìn thấy nó thông thoáng, trống trống, đỡ đỡ, chứ thôi là kẹt xe là khó chịu lắm. Con đường này đông lắm. Tới khu vực bên cánh phải là câu lạc bộ Lan Anh, đi vô trại Lê Văn Duyệt, ngày nay là doanh trại quân đội. Bên cánh trái thì có đường Trần Văn Đang, đi vô ga Hòa Hưng. Trời mưa đang nhiễu lập bập trên chiếc áo mưa, không biết anh chị và các bạn nghe rõ hay không. Dạo này ở Việt Nam thì cái khẩu trang thì nó không có phải hot, cũng không có phải thiếu như ngày xưa, không phải như ngày xưa, như từng mấy tháng về trước, như cái đợt dịch lần rồi, nên người dân cũng thoáng hơn trong việc đeo khẩu trang. Bây giờ lệnh thì đi ra đâu, ra đường, ra nơi công cộng thì bắt buộc phải đeo rồi. Mà không bắt buộc thì người dân cũng tự giác, là tại vì cái dịch bệnh này nó nguy hiểm quá. Khẩu trang bên đây, loại khẩu trang y tế mà 4 lớp á, là bán lẻ thị trường là nó giá khoảng 100 tới 120 ngàn tùy chỗ, có chỗ bán 150. Thì nhưng mà có rất là nhiều loại hàng, rất là nhiều giá, rất là nhiều công ty bán tùm lum tùm la, mình cũng không biết như thế nào. Mà mua, mình tốt nhất là mua những sản phẩm mà có nguồn gốc xuất xứ, không nên mua trôi nổi ở ngoài đường. Nói vậy không phải là chê các anh chị bán ở ngoài đường, nhưng mà cũng có nhiều người bán ngoài đường cũng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng lắm. Nhưng mà giá mà rẻ quá thì chúng ta cũng phải suy nghĩ. Thì khẩu trang cũng trà trộn nhiều thứ, nhiều loại nữa. Những cái nào mà có hóa đơn, có nguồn gốc rõ ràng thì mình mua xài ha. Và đi thẳng đó là con đường giao lộ Lê Văn Duyệt với lại Phan Thanh Giản, cũng là con đường Điện Biên Phủ ngày nay. Đi thẳng nữa thì chúng ta sẽ tới Bùng Binh Phu Động. Khu vực này là khu vực đi tới tí nữa thì khu vực Chợ Đuổi. Và hôm nay mưa quá trời, hình ra cái đoạn phim này nó hình ảnh không có nhiều cái hình ảnh hai bên để anh chị xem rõ hơn, mà chỉ có hình ảnh con đường thôi, đường xe chạy thôi. Và mưa quá. Ở trời mưa này mà cháo hay là lẩu hay là cái gì đó nướng, ngồi trong nhà nhìn ra mưa rất là đã. Chúc mừng anh chị và các bạn, đó là giao lộ Phan Đình Phùng. Phan Đình Phùng cũng như là cách mạng của Nguyễn Đình Chiểu ngày nay. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải Phan Đình Phùng nha, để anh chị xem rõ hơn con đường Phan Đình Phùng một đoạn thôi.
Vì con đường này cũng có rất nhiều nhà của cô chú anh chị đã comment trên kênh, nhưng mà em chưa có thực hiện được, mong bà con thông cảm nha. Nói chung là có rất nhiều yêu cầu, có rất nhiều cô chú anh chị muốn nhìn lại hình ảnh của căn nhà xưa. Thông qua đó thì em cũng biết được rất nhiều con hẻm, rất nhiều khu phố, rất nhiều căn nhà, rất nhiều cái hình ảnh của ngày xưa. Nhân đây em cũng xin cảm ơn đến toàn thể của chú anh chị và các bạn đã luôn tin tưởng và luôn quan tâm đến Vinh Lâm TV. Khu vực này là khu vực chợ vườn chuối. Khu vực chợ vườn chuối trời chiều. Phía trước chúng ta đó là con đường Nguyễn Thượng Hiền. Con đường Nguyễn Thượng Hiền nó liền từ vòng xoay dân chủ cho đến đường Hồng Thập Tự. Rồi chúng ta sẽ quẹo trái nha. Ngay góc bên cánh phải đó là chợ vườn chuối, mình sẽ quẹo phải con đường Nguyễn Thượng Hiền. Con đường này bán rất là nhiều bánh tráng trộn, rồi trái cây, nhưng mà trời mưa quá này anh chị thấy chắc không rõ. Trái cây, nước ép trái cây rất là nhiều. Ngày xưa, ngày xa xưa thì con đường này là cái đường rầy xe lửa đi từ ga Hòa Hưng cho tới công viên 23 tháng 9. Nên con đường này rất là nhỏ, mà ngày nay thì mấy lần mở rộng mà nên thành ra nó cũng lớn hơn, hình như là lớn hơn gấp đôi đó. Để được lớn hơn gấp đôi này thì những căn nhà mặt tiền ở hai bên con đường này phải mất một phần diện tích. Nên thành ra những ngôi nhà ở đây có diện tích về sâu vô rất là ngắn, có nhà 3m, 5m, có nhà 2-3m luôn, có nhà 2m, 1m luôn, rất là nhỏ, như cái vỉa hè luôn á, rất là lỡ cỡ. Và thẳng lên kia đó là hẻm 173 của Thị Minh Khai, hẻm 173, 175 đi qua con đường Bùi Thị Xuân. Nơi đó có trường Nguyễn Bá Tộc, và chắc video đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn quý chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi một số hình ảnh trời chiều ở con đường Lê Văn Duyệt, Cách mạng tháng 8, lúc trời mưa. Các anh chị và các bạn, rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong video clip tiếp theo.